Theo VOV đưa tin, trong những thập kỷ gần đây, Israel đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran, đồng thời phát triển các loại đạn dược chuyên dụng cho mục đích này. Thông tin này chỉ được tiết lộ sau khi Israel bán vũ khí cho các lực lượng không quân nước ngoài. Vào tháng 9 vừa qua, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công vào Yemen triển khai máy bay chiến đấu F-15 từ một căn cứ cách xa 1.800 km, thể hiện kỹ năng ứng phó linh hoạt của nước này tuy vậy giới phân tích cho rằng một cuộc tấn công vào iran sẽ đối mặt với thách thức phức tạp hơn nhiều mặc dù với khoảng cách tương tự các cơ sở hạt nhân và căn cứ tên lửa đạn đạo của iran được xây dựng sâu dưới lòng đất trái ngược với những mục tiêu dễ tấn công hơn như các cơ sở dầu mỏ ngoài ra iran vận hành một hệ thống phòng không tiên tiến chủ yếu do nước này phát triển các hệ thống đó vẫn chưa được thử nghiệm, nhưng Iran tuyên bố khả năng của chúng ngang bằng với các hệ thống phòng không của Nga như S-300 có thể đánh chặn tên lửa do Israel phóng. Iran cũng duy trì hoạt động của một phi đội chiến đấu cơ nhỏ, trong đó có tiêm kích MiG-29 của Nga và chiến đấu cơ F-14 cũ của Mỹ, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Trước những thách thức trên, lực lượng phòng thủ Israel đã dành 20 năm để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran, đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ. Khoản đầu tư này chủ yếu được sử dụng để phát triển các loại đạn dược chuyên dụng, trong đó phải kể đến loại đạn dược mà Mỹ từ chối bán cho Israel cũng như các loại đạn dược cải tiến mà Washington không có. Những cuộc tấn công ở phạm vi khoảng 2.000 km thường được các lực lượng Mỹ và Nga thực hiện bằng tên lửa hành trình và máy bay ném bom. Israel đã phân bổ một phần đáng kể viện trợ của Mỹ để mua máy bay chiến đấu như F-15i, F-16i Sufa. Lockheed Martin đã phát triển các thùng nhiên liệu phù hợp dành riêng cho các máy bay chiến đấu này tăng cường tầm bay của chúng mà không gây ảnh hưởng lớn đến khí động học hoặc tín hiệu radar. Một số báo cáo cho biết Israel cũng phát triển các thùng nhiên liệu có thể tháo rời cho tiêm kích F-35 cho phép chúng bay đến Iran trong khi vẫn duy trì khả năng tàng hình. Nếu không có những thùng nhiên liệu này, tầm bay của chúng sẽ không đủ. Vào cuối những năm 2000, ngành công nghiệp quốc phòng của Israel đã cho ra mắt hai tên lửa tấn công tầm xa được phóng từ máy bay chiến đấu. Mặc dù phạm vi tấn công chính xác của chúng chưa được tiết lộ, nhưng một số nguồn tin cho biết chúng có tầm bắn hàng trăm km, có khả năng tấn công từ bên ngoài phạm vi phòng thủ của Iran. Những tên lửa này di chuyển với tốc độ siêu thanh, giảm thời gian cảnh báo của đối phương và làm phức tạp hơn các nỗ lực đánh chặn, tăng cơ hội nhắm trúng mục tiêu. Tên lửa Ramjet được phát triển thông qua sự hợp tác giữa tập đoàn Israel Aerospace Industries gọi tắt là IAI và tập đoàn Enbit Systems dựa trên mẫu tên lửa extra của Enbit. Ban đầu Ramjet được thiết kế để phóng từ mặt đất, nhưng sau đó các nhà phát triển đã điều chỉnh để triển khai trên không, tăng tầm bắn và tốc độ khi phóng từ máy bay chiến đấu. Ramjet có nhiều hệ thống dẫn đường, cung cấp khả năng dự phòng để nhắm mục tiêu chính xác. Với chiều dài 4,7 m, đường kính 30,6 cm, trọng lượng 570 kg, rampet mang đầu đạn 150 kg giúp nó phát huy hiệu quả khi tấn công trung tâm chỉ huy và nhiều mục tiêu quan trọng khác. Rampet có thể được phóng từ máy bay F15, F16 và F35 của Israel, tên lửa có giá thành tương đối phải chăng, khoảng vài trăm nghìn đô la Mỹ cho mỗi hệ thống. Tên lửa Rops được công ty công nghệ quốc phòng Rafael công bố vào năm 2019, kết hợp khả năng bay siêu thanh với thiết bị định vị vệ tinh và dẫn đường bằng quán tính, cũng như hệ thống nhắm mục tiêu quang học. Tên lửa này được phát triển trên phiên bản tên lửa ANCHO của Rafael có phần giống với tên lửa Shahat của Iran về tốc độ và khả năng cơ động. Tên lửa ROPS có thể được phóng từ máy bay chiến đấu F-16 và F-35. Nhiều báo cáo cho biết có thể mang đầu đạn 500 kg giúp nó phá hủy các công trình kiên cố hoặc công trình ngầm. Các nguồn tin nước ngoài cho biết Israel có hệ thống tên lửa đất đối đất được trang bị cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân được gọi là tên lửa Jericho. Mặc dù Iran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo về phía Israel, khả năng Israel sử dụng những tên lửa này đối phó cuộc tấn công của Tehran có vẻ thấp. Những tên lửa này ban đầu do công ty đa sau của Pháp phát triển, sau đó được IAI nâng cấp. Ngoài phát triển tên lửa, Israel phát triển bom phá bong kè có tên gọi là 500 MPR, có khả năng xuyên thủng các lớp bê tông dày 4 mét. Những quả bom này từng được thử nghiệm trên máy bay chiến đấu F-15I, chúng có tầm bắn ngắn chỉ vài chục km. Tên lửa hành trình Pop-I-Tubo một vũ khí khác rất lợi hại của Israel là tên lửa hành trình Popeye Turbo do Rafael phát triển với tầm bắn 1.500 km. Nó được thiết kế để phóng từ tàu ngầm của hải quân Israel có khả năng mang cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn này cho phép tàu ngầm Israel tấn công Iran từ Biển Đỏ hoặc Biển Ả Rập mà không cần phải vào Vịnh Ba Tư việc xuất khẩu các loại vũ khí tiên tiến trên cho các khách hàng nước ngoài đáng tin cậy cho phép các công ty israel tái đầu tư vào phát triển tên lửa và bom giúp giảm chi phí cho bộ quốc phòng israel ngoài ra không quân israel được cho là đang cất trữ những vũ khí bí mật khác và chỉ thời điểm thích hợp để triển khai Thông tin từ báo tin tức thông tấn xã Việt Nam cho biết, các nguồn tin an ninh và các nhà phân tích có một số dấu hiệu cho thấy Israel có thể mở rộng các hoạt động trên bộ chống lại Hezbollah. Theo tờ The Times of Israel, vào ngày 15 tháng 10, các binh sĩ Israel đã dọn sạch mìn và thiết lập các rào chắn mới trên biên giới giữa cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng và một giải phi quân sự giáp danh với Syria. Động thái này cho thấy Israel có thể tìm cách tấn công Hezbollah lần đầu tiên từ phía đông, chứ không chỉ dọc biên giới Lebanon, đồng thời tạo ra một khu vực an toàn mà từ đó họ có thể tự do trinh sát và ngăn chặn Hezbollah xâm nhập. Mặc dù truyền thông đã đưa tin về hoạt động gỡ mìn, nhưng các nguồn tin đã tiết lộ thêm các chi tiết chưa được công bố, cho thấy Israel đang di chuyển hàng rào phân cách, khu phi quân sự về phía Syria và đào thêm công sự trong khu vực. Hành động quân sự như đột kích từ cao nguyên Golan và có thể từ khu vực phi quân sự có thể mở rộng xung đột giữa Israel và Hezbollah cùng với đồng minh Hamas vốn đã khiến Iran tham gia và có nguy cơ kéo Mỹ vào cuộc. Israel đã giao tranh với Hezbollah kể từ khi nhóm này bắt đầu phóng tên lửa qua biên giới Lebanon để hỗ trợ cho Hamas. Hiện nay, ngoài các cuộc không kích của Israel đã gây thiệt hại đáng kể cho Hezbollah trong tháng qua, nhóm này đang phải đối mặt với một cuộc tấn công trên bộ của Israel từ phía nam và bị hải quân Israel pháo kích từ phía tây Địa Trung Hải. Khi mở rộng mặt trận ở phía đông, Israel có thể siết chặt vòng vây đối với các tuyến đường cung cấp vũ khí của Hezbollah, một số trong đó cắt ngang qua Syria, láng giềng phía đông của Lebanon và là đồng minh của Iran. Ông Nafva Saban là nhà phân tích xung đột tại trung tâm Hamun của Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng các hoạt động ở Golan dường như là nỗ lực để chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn hơn ở Lebanon. Ông nhận định mọi thứ đang diễn ra ở Syria đều phục vụ chiến lược của Israel ở Lebanon là tấn công các tuyến đường cung cấp, tấn công các kho hàng, tấn công những người liên quan đến các tuyến đường cung cấp cho Hezbollah hoạt động gỡ mìn và các hoạt động khác của Israel đã tăng tốc trong những tuần gần đây. Xe tăng của Israel đã đôi khi tạm thời vào lãnh thổ Syria ở phía đông để hỗ trợ an ninh cho các máy ủi đang thiết lập hàng rào an ninh mới trong khu vực phi quân sự hoạt động gỡ mìn đã được tăng cường khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ vào ngày 1 tháng 10 để chiến đấu với Hezbollah. Trong cùng thời gian này, Israel đã tăng cường không kích vào Syria, cả thủ đô và khu vực biên giới với Lebanon. Theo một binh sĩ Syria đóng quân ở miền Nam, Israel đang đẩy hàng rào phân cách cô lan bị chiếm đóng và khu vực phi quân sự ra xa hơn và dựng các công sự riêng gần Syria để ngăn chặn xâm nhập, đề phòng mặt trận này bùng phát giao tranh. Israel dường như đang tạo một vùng đệm trong khu phi quân sự. Một nguồn tin an ninh cấp cao của Lebanon tiết lộ rằng binh sĩ Israel đã đào một hào mới gần khu phi quân sự vào tháng 10. Khu phi quân sự là nơi đồn trú trong năm thập kỷ qua của lực lượng quan sát viên rút quân của Liên hợp quốc, gọi tắt là UNDOF, vốn được giao nhiệm vụ giám sát việc rút quân của Israel và Syria sau cuộc chiến tranh năm 1973. Khi được hỏi về hoạt động gỡ mìn quân đội Israel, không bình luận về các kế hoạch hoạt động và cho biết họ đang chiến đấu chống Ebola để cư dân miền Bắc trở về nhà an toàn. Trong khi đó, chính quyền Syria đã tìm cách tránh xa cuộc xung đột kể từ khi căng thẳng khu vực gia tăng sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tổng thống Syria đã không thực hiện hành động nào để hỗ trợ Hamas sau khi ông nhận được cảnh báo từ Israel. Hebola cũng đã tránh xây dựng lực lượng ở Golan, ở phía do Syria kiểm soát. Theo một sĩ quan quân đội Syri, các chỉ huy quân đội nước này đã ra lệnh cho các nhóm tay súng Syri rút lui khỏi khu vực Quinecha ở phía nam ở Golan trong vòng 24 giờ. Các tay súng thuộc các nhóm vũ trang Iraq cũng đã được lệnh rút khỏi các khu vực ở nông thôn Quinecha sau khi thấy xe tăng Israel trong khu vực. Các tay súng Iraq được yêu cầu không đối đầu trực tiếp với lực lượng Israel. Trong khi đó, Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Theo kênh truyền hình địa phương Anza Deid, 5 người đã thiệt mạng, 16 người bị thương và hai trẻ em mất tích trong một cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà dân cư ở thị trấn Diyak thuộc tỉnh BKA của Lebanon. Một cuộc không kích khác của Israel vào ngôi làng phía nam Jajua đã khiến một thành viên phong trào Aman và ba thành viên gia đình của người này thiệt mạng. Ở diễn biến khác cùng ngày, theo cơ quan thông tấn quốc gia Lebanon, một cuộc đột kích của Israel nhắm vào căn nhà ở làng Zenata thuộc huyện Tide đã khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương. Theo các nguồn tin quân sự Libanon, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái của Israel đã thực hiện 17 cuộc không kích vào các thị trấn làng mạc ở miền nam Lebanon và 11 cuộc không kích vào các thị trấn làng mạc ở miền đông nước này chỉ riêng trong chiều ngày 15 tháng 10. Trong khi đó, Hezbollah đã phóng loạt rocket vào thành phố Safid bị chiếm đóng. Hezbollah cũng xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công thứ hai vào Maba al Oda ở cao nguyên Golan sử dụng một loạt tên lửa và căn cứ Naptali gần thành phố Safid. Trong một phát biểu trên truyền hình Al-Manat TV vào ngày 15 tháng 10, Phó Thủ lĩnh Hezbollah, ông Seid Naim Qasem cho rằng vĩ Israel đã tấn công toàn bộ Liban, Libanon cho nên phong trào vũ trang này có quyền từ vị trí phòng thủ của mình tấn công bất kỳ địa điểm nào ở Israel. Theo ông Qasem, từ ngày 17 tháng 9, thời điểm xảy ra các vụ nổ thiết bị liên lạc ở Liban, cho đến nay, Hezbollah không còn ở trong giai đoạn hỗ trợ Hamas nữa, mà đang ở trong một giai đoạn mới. Đó là giai đoạn đối đầu với sự xâm lược của Israel và cuộc chiến của Israel chống lại Liban. Trong giai đoạn mới này, ông xem tuyên bố rằng Hezbollah sẽ tập trung vào việc tấn công quân đội Israel và các trung tâm cũng như là doanh trại của họ. Cùng với tuyên bố của ông Qasem, vào chiều ngày 15 tháng 10, các thành viên Hezbollah đã tấn công thành phố Safit của Israel bằng một loạt tên lửa. Sau đó, vào ngày 16 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết khoảng 50 quả đốc kết được bắn từ Liban trong đợt tấn công đêm qua nhắm vào thành phố Safit của Israel, chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại trong cuộc tấn công. Tuyên bố của IDF có đoạn một số đốc kết đã bị chặn lại và những quả đạn rơi xuống được xác định trong khu vực này. Hebola cũng xác nhận một cuộc tấn công thứ hai vào Maba Anzaora ở cao nguyên Kolan. Cũng trong ngày này, ngày 15 tháng 10, theo báo cáo của giới chức y tế Liban, quân đội Israel đã mở rộng chiến dịch ném bom tại Liban, giết chết ít nhất 22 người trong một cuộc không kích ở phía Bắc nhằm vào một ngôi nhà nơi những người sơ tán đang tìm nơi trú ẩn khỏi các cuộc không kích của Israel ở phía Nam. Các nguồn tin quân sự Liban tiết lộ rằng máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái của Israel đã thực hiện tổng cộng 17 cuộc không kích vào các thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban và 11 cuộc không kích vào miền Đông Liban vào chiều ngày 15 tháng 10. Israel cho biết chiến dịch tại Liban nhằm đảm bảo sự trở về của hàng chục ngàn cư dân phải rời bỏ nhà cửa ở miền Bắc nước này do các cuộc tấn công của Hezbollah. Theo chính phủ Liban, các cuộc không kích của Israel đã giết chết 2.309 người trong năm qua và khiến hơn 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Phần lớn số người thiệt mạng là từ cuối tháng 9 khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự, con số này không phân biệt giữa thường dân và binh lính. Khoảng 50 người Israel, cả binh lính và dân thường đã thiệt mạng theo báo cáo từ phía Israel. Reuters đưa tin trong tuyên bố ngày 15 tháng 10 Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lưu ý rằng nước này sẽ lắng nghe Mỹ, tuy nhiên vẫn tự đưa ra các quyết định riêng dựa trên lợi ích quốc gia. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố Washington sẽ không ủng hộ Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Trước đó, tờ Washington Post trích dẫn tuyên bố cho biết Thủ tướng Netanyahu nói với chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu quân sự, không phải cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran. Thị trường dầu mỏ thế giới hiện đang lo ngại về viễn cảnh Israel tấn công các mỏ dầu của Iran. Các quốc gia vùng vịnh đã vận động Washington ngăn chặn Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran vì họ lo ngại các cơ sở dầu mỏ của họ có thể bị lực lượng ủy nhiệm của Tehran tấn công nếu xung đột leo thang. Sau vụ tấn công tên lửa ồ ạt của Iran ngày 1 tháng 10, Israel nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, đồng thời tăng cường tấn công vào Liban nhằm cô lập thêm Tehran về mặt quân sự. Một số tờ báo cho rằng ngày Yom Kippur hay lễ đền tội 11-12 tháng 10 có thể là dịp mà Israel sẽ tranh thủ ra tay. Song dường như các tướng lĩnh quân đội Israel đã quyết định chờ đến một thời điểm nào đó thuận lợi hơn. Hãng tin CNN ngày 12 tháng 10 dẫn các nguồn tin thân cận cho hay Iran đang gấp gáp triển khai các hoạt động ngoại giao trong khu vực nhằm đối phó với khả năng bị Israel tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở hạt nhân và dầu khí. Theo báo Dân Chí đưa tin, Iran đã phát đi thông điệp nước này sẽ không trả đũa trong trường hợp Israel chỉ tấn công hạn chế để đáp trả cuộc tập kích tên lửa của Tehran. Truyền thông Israel dẫn nguồn thạo tin giấu tên vào ngày 14 tháng 10 cho biết, thông qua trung gian, Iran đã gửi gắm đến Mỹ và Israel thông điệp rằng chu kỳ ăn miếng trả miếng hiện tại giữa Iran và Israel chấm dứt nếu Tel Aviv phản ứng hạn chế với cuộc tấn công tên lửa hồi đầu tháng của Tehran. Thông điệp trên được cho là đã được gửi qua các kênh ngoại giao bí mật liên quan đến các nước châu Âu đóng vai trò trung gian. Trước đó, Tehran cũng phát tín hiệu sẽ không trả đũa nếu Israel tấn công một số mục tiêu chiến lược quan trọng ngoại trừ cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân. Theo các nguồn tin thân cận với giới ngoại giao, phần thứ hai trong thông điệp của Iran đặc biệt đáng báo động. Iran phát tín hiệu nếu một cuộc tấn công nhắm vào các tài sản quan trọng của họ, chẳng hạn như các mỏ dầu hoặc cơ sở hạt nhân, Tehran sẽ trả đũa, có thể bao gồm một cuộc tấn công lớn và vượt qua làn danh đỏ. Điều đó làm dấy lên mối lo ngại về khả năng leo thang xung đột trong khu vực. Mỹ và Israel hiện chưa phản hồi thông điệp của Iran. Đêm ngày 1 tháng 10, Iran bắn khoảng 200 tên lửa vào Israel để trả thù cho hàng loạt chỉ huy Hezbollah và Hamas thiệt mạng trong các cuộc không kích gần đây của Israel. Tehran khẳng định 90% tên lửa đã đánh trúng mục tiêu gây thiệt hại nặng nề cho các căn cứ quân sự của Israel. Trong khi đó, Israel cho biết thiệt hại trên mặt đất không đáng kể. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant tuyên bố nước này sẽ thực hiện một cuộc tấn công đáp trả chết chóc, chính xác và bất ngờ nhằm vào Iran hiện chưa rõ israel sẽ nhắm đến mục tiêu nào để trả đũa iran hãng thông tấn nbc dẫn nguồn thạo tin cho hay tel aviv có thể đang tìm cách nhắm đến cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của iran giới chức mỹ không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy israel sẽ nhắm vào các cơ sở hạt nhân hoặc thực hiện các vụ ám sát ở iran theo nguồn tin của washington post thủ tướng israel benjamin netanyahu đã nói với chính quyền tổng thống mỹ joe biden rằng israel sẵn sàng tấn công quân sự hơn là các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân iran hành động trả đũa của israel sẽ được điều chỉnh để tránh bị cáo buộc can thiệp chính trị vào cuộc bầu cử ở mỹ hay nói cách khác ông netanyahu ý thức được quy mô cuộc tấn công của israel có khả năng chi phối cuộc đua tổng thống ở mỹ giới phân tích nhận định một cuộc tấn công của israel vào các cơ sở dầu mỏ iran có thể khiến giá năng lượng tăng vọt một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của nước này có thể xóa bỏ mọi danh giới đỏ còn lại trong cuộc đối đầu của israel với iran khiến xung đột leo thang hơn nữa và buộc mỹ can dự nhiều hơn VietnamNet mới đây đưa tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nói với Mỹ rằng Israel sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự của Iran chứ không phải các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ. Đây là thông tin được tờ Washington Post dẫn lời hai quan chức nắm rõ vấn đề này. Theo đó, Thủ tướng Netanyahu đã nói như vậy với Tổng thống Joe Biden khi hai nhà lãnh đạo trao đổi qua điện thoại vào tuần trước liên quan tới kế hoạch trả đũa Iran. Sau khi Tehran phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo tấn công Israel hôm 1 tháng 10, Mỹ đã tìm cách kiềm chế hành động đáp trả của Israel đối với Iran nhằm ngăn chặn một cuộc chiến mở rộng ở Trung Đông. Một quan chức nói với Washington Post rằng thủ tướng Israel đã đồng ý lên kế hoạch tấn công Iran theo cách không làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ sắp tới, bởi một cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng Iran có thể khiến giá dầu tăng vọt, gây ảnh hưởng đến cơ hội của Phó tổng thống Kamala Harris trước những cử tri vốn không hài lòng về giá xăng tăng cao. Cũng theo người này, hành động đáp trả của Israel sẽ diễn ra trước cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tại Mỹ. Tờ Times of Israel đưa tin sau cuộc tấn công gây thương vong lớn ở căn cứ huấn luyện quân sự thuộc lữ đoàn Golani của quân đội Israel ở Bin Yamina, trong đêm ngày 13 tháng 10, không quân Israel đã đạt mục tiêu xóa sổ hoàn toàn đơn vị 127 là tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất, bảo dưỡng và vận hành các máy bay không người lái UAV của Hezbollah. Nỗ lực tiêu diệt mọi thành viên của đơn vị 127 cũng sẽ được ưu tiên trong công tác thu thập thông tin tình báo và triển khai không kích. UAV của Hezbollah đã giết chết 4 binh sĩ Israel và làm bị thương vong hàng chục người khác trong đêm ngày 13 tháng 10 là một phần của các cuộc tấn công trên không từ nhiều hướng của nhóm vũ trang. Theo đó, các tên lửa tầm ngắn được nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon bắn về phía bắc cùng 3 tên lửa chính xác được bắn về phía Haifa và 3 chiếc UAV một trong ba UAV đã bị hải quân Israel bắn hạ, một chiếc khác thì bị Iron đâm bắn rơi. Chiếc UAV thứ ba bị máy bay phản lực và trực thăng của Israel truy đuổi và nhắm bắn hai lần. Các biện pháp tác chiến điện tử cũng không thể làm chiếc UAV mất phương hướng. Nó đã biến mất khỏi Dada, cách vùng AC 48 km về phía đông bắc. Vào thời điểm đó, Israel cho rằng nó đã bị rơi. Tuy nhiên, cuộc điều tra của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết chiếc UAV này sau đó đã xuất hiện trở lại trên màn hình Tadda, nhưng phía Israel lại không xác định được đó là UAV vào thời điểm đó. Trong quá trình xung đột, khoảng 1.200 UAV đã được bắn vào Israel và 221 chiếc đã vượt qua được hệ thống phòng thủ của Israel.